Đại án kinh tế Vinashinlines, Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình. Sau 4 ngày đưa ra xét xử vụ đại án kinh tế xảy ra tại Vinashinlines và 1 ngày nghị án, chiều nay 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết công minh. Các bị cáo Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinline, Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines bị đưa ra xét xử cùng về tội tham ô tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4, điều 278 Bộ luật hình sự. Riêng Giang Văn Hiển, sinh năm 1950 ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, bố bị cáo Giang Kim Đạt bị xét xử về tội rửa tiền, quy định tại khoản A, điểm 3, điều 251 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thay đổi lời khai khác với lời khai tại cơ quan điều tra nhưng đều không có căn cứ. Trong vụ án này, Trần Văn Liêm là người chỉ đạo, cầm đầu với sự giúp sức tích cực của Đạt và Khương. Sau 4 ngày xét xử công khai, hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007, Trần Văn Liêm đã ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Iceland và Vinashin Phoenix, đồng thời giao cho Giang Kim Đạt thực hiện đàm phán mua các con tàu này. Quá trình thỏa thuận, Đạt thống nhất với công ty môi giới là Marvin Shipping Ltd. mua tàu Vinashin Summer của nước Panama với giá 6,25 triệu đô la Mỹ và Vinashinlines sẽ được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua bán tàu. Trong số 2% đó, công ty môi giới giữ lại 10%, số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển. Tương tự, chiếc tàu Vinashin Iceland được mua với giá 5,95 triệu đô la Mỹ của Croatia. Trong đó Đạt thỏa thuận với Marvin Shipping Ltd để được hưởng 3,75% và cũng trích lại 10% trên tổng tiền hoa hồng cho đối tác. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của bố đẻ bị cáo là hơn 3 tỷ đồng. Đối với tàu Vinashin Phoenix được mua với giá 21,55 triệu đô la Mỹ của Hy Lạp, Đạt cũng thỏa thuận để hưởng lợi bất chính 2% theo giá trị hợp đồng. Số tiền mà Marvin Shipping Ltd chuyển vào tài khoản của Giang Văn Hiển ở lần thứ 3 này là gần 6,5 tỷ đồng. Qua 3 lần giao dịch, các bị cáo đã nhận được tổng cộng gần 11,5 tỷ đồng tiền bất chính từ những hợp đồng mua bán các con tàu của Vinashinlines. Ngoài ra, từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, thông qua các công ty môi giới, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và Trần Văn Khương đã thỏa thuận đàm phán với các chủ tàu để gửi giá cước trong hợp đồng thuê 9 con tàu, đồng thời chiếm đoạt 249 tỷ đồng của doanh nghiệp nhà nước. Quá trình điều tra xác định, Liêm cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỷ đồng. Trong đó bị cáo Liêm chiếm hưởng 3,1 tỷ đồng, Đạt hưởng hơn 255 tỷ đồng và Khương đút túi 2,3 tỷ đồng. Về phía bị cáo Giang Văn Hiển, sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản, đã rút ra đưa cho con trai là Giang Kim Đạt. Để che đậy đồng tiền bất chính, Hiển còn mua 40 bất động sản, 13 ô tô đứng tên bị cáo và nhiều người thân khác trong gia đình. Xét thấy hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội nên cần thiết phải có một hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm. Từ các lẽ trên, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Văn Liêm tử hình về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của tòa cấp phúc thẩm tuyên phạt trước đó. Tổng hình phạt mà bị cáo Liêm phải chấp hành là tử hình. Bị cáo Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình và bị cáo Trần Văn Khương tù chung thân cùng về tội tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển lĩnh án 12 năm tù về tội rửa tiền. Về trách nhiệm dân sự, yêu cầu các bị cáo Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và Trần Văn Khương liên đới bồi thường hơn 260,5 tỷ đồng cho Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy.